hoan nghênh và chào đón các bạn đến với channel của Kamisi. Chúng tôi là đơn vị chuyên bán buôn bán lẻ quần Gia Nam uy tín số 1 ở trên thị trường hiện nay. Và nếu như bạn đang quan tâm cho mình về những sản phẩm quần Gia Nam đẹp, phong cách thời thượng, hot trend cao cấp thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Kamisi các bạn nha. Trong video số ngày hôm nay thì mình vừa về được một chiếc quần Gia Nam ống suông cao cấp, cũng như là đây là một trong những sản phẩm mới nhất hiện nay các bạn nhé. Sản phẩm của chúng ta thì sẽ có phong cách kiểu hơi cào xước nhẹ, mà đây cũng là một trong những phong cách được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích lựa chọn. Sản phẩm của chúng ta thì sẽ có màu sắc là màu đen mài, một trong những cái tông màu rất dễ dàng để các bạn có thể là phối hợp cho mình cùng những cái chiếc áo thun hay là áo phông, đó rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Chiếc quần của chúng ta thì được sử dụng chất liệu vải jean cotton chuẩn 100%, loại vải jean cotton thì cực kỳ là bền màu các bạn nhé. Và ở trên đây thì mình đang cầm cũng như là mình miết nó rất là mượt mà, mịn màng. Và mình khẳng định với các bạn 100% là những chiếc quần Gia Nam cao cấp bên mình không bao giờ sơ bị xù hay là bị phai màu. Ở bên trên đây thì chúng ta sẽ có một số những cái họa tiết nhỏ, ví dụ như là phần sau túi quần nó sẽ được cào nhẹ đi một chút, và ở phần bên góc túi đây nó sẽ có một cái họa tiết hình bông hoa. Mà các bạn nhìn rõ là những cái chi tiết cái bông hoa này nó làm thì cực kỳ là sắc nét. Và cái điều mà mình cũng rất là yêu thích ở trên sản phẩm đó chính là ở cái phần tag ở đây, họ làm rất là tuyệt vời, họ làm thép các bạn nhé. Thép được đính ở trên da, nó không đính trực tiếp vào quần, đó, bạn thấy không? Và cái phần da ở đây thì rất là dày dặn, cũng như là cái phần họa tiết monogram được làm từ nhũ trắng ở trên cái tông nền màu đen, rất là nổi. Mà các bạn nhìn rõ này, họa tiết thì rất là tuyệt vời luôn. Và cái sản phẩm quần Gia Nam ống suông này thì là một trong những cái form dáng rất là quen thuộc và rất là nhiều bạn yêu thích, bởi vì là cái form dáng của nó rộng và nó mặc rất là thoải mái. Với cái chất liệu vải jean cotton như thế này thì cực kỳ là thoáng khí các bạn nhé. Ở phía mặt sau quần của chúng ta thì nó sẽ được mài bạc cũng như là vuốt nhẹ ở dưới đây thôi. Đó, mình sẽ cho các bạn xem tất cả những cái góc cạnh. Còn về đường chỉ may ở trên đây thì nó sẽ được sử dụng là chỉ dù màu đen, may cực kỳ là sắc nét. Ở phía mặt trước sản phẩm của chúng ta, các bạn chắc hẳn là nhìn thấy rất là rõ, đó chính là có một số những cái điểm xước nhẹ ở hai bên đùi, cũng như là mài bạc và vuốt bạc. Cái điểm này thì nó giúp cho chiếc quần của các bạn trở nên có những cái điểm nhấn thu hút hơn, bắt mắt hơn và nhìn nó thời thượng hơn rất là nhiều. Ở bên trên thì chúng ta sẽ có những cái chiếc đinh tán vô cùng là khác biệt và mình đánh giá rất cao ở trong này. Đó chính là những cái họa tiết monogram, tất cả ở đây thì làm bằng thép hết các bạn nhé. Thép và đã được phủ chrome, nhìn rất là bóng bẩy, các bạn nhìn thấy không? Rất đẹp và rất là tuyệt vời. Đường chỉ may gọn gàng, còn cái phần nút cài ở đây cũng là một trong những cái điểm mà mình cũng rất yêu thích, các bạn thấy không ạ? Nó sáng lấp lánh luôn và cực kỳ là chắc chắn các bạn nha. Với những chiếc quần Gia Nam ống suông như thế này, các bạn chỉ việc chọn đúng với size của mình, các bạn lên form thì cực kỳ là đẹp luôn. Mà cái chiếc quần bò này mình xin lưu ý là nó không có co giãn, do là cái ống suông, cái ống này nó đã to sẵn ra rồi. Chất liệu vải siêu mềm, siêu mượt, cực kỳ xịn sò. Và để sở hữu cho mình sản phẩm này thì các bạn hãy liên hệ ngay tới Kamisi qua số điện thoại mà mình đã để ở bên phía dưới đây. Ngoài ra thì những thông tin liên hệ khác của bên mình có để ở bên dưới phần mô tả. Và khi mua sản phẩm của bên mình, các bạn hoàn toàn được kiểm tra, mặc thử, sau đó mới phải thanh toán. Bên mình nhận đổi trả trong vòng 7 ngày nếu như các bạn không vừa. Và mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như là xem hết video. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Kamisi các bạn nha. Mình xin phép được kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại, và chúc các bạn một ngày bình an, may mắn.